Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 4. Các em thân mến, ngày hôm nay cô trò chúng ta cùng nhau làm bài tập trong cuốn Bài tập hàng ngày toán 4 tập 2 được biên soạn theo chương trình sách giáo khoa cánh diều. Trong video ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với bài tập hàng ngày bài 89 Kiểm đếm số lần xuất hiện của một sự kiện. Một phần trắc nghiệm. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Dưới đây là bảng thống kê thành tích của một câu lạc bộ bóng đá tại giải vô địch quốc gia năm 2023. Chúng ta quan sát bảng thống kê. Ở cột thứ nhất là cột vòng đấu. Cột thứ hai là cột thành tích của vòng đấu đó. Chúng ta vào câu 1. Theo bảng trên, số vòng đấu được thống kê là. Chúng ta nhìn vào cột vòng đấu và thấy rằng ở đây có được thống kê 10 vòng đấu. Câu 1 là đáp án D. Câu 2. Số trận thua của câu lạc bộ trong 10 vòng đấu đầu tiên là. Vậy thì ở 10 vòng này, số trận thua của câu lạc bộ này là bao nhiêu? Chúng ta cùng đếm. 1, 2. À, ở trong bảng này, vậy là câu lạc bộ thua 2 trận. Đáp án B. Câu số 3. Số trận hòa của câu lạc bộ trong 5 vòng đấu đầu tiên. Vậy thì chúng ta cùng nhìn 5 vòng đấu đầu tiên. 5 vòng đấu đầu tiên và chúng ta sẽ đếm có bao nhiêu trận hòa. Ta thấy có 1, 2. Vậy thì ở đây số trận hòa của câu lạc bộ trong 5 vòng đấu đầu tiên là 2 trận. Đáp án B. Câu 4. Số trận thắng liên tiếp của câu lạc bộ trong 10 vòng đấu là. Vậy thì chúng ta cùng nhìn vào bảng này 10 vòng đấu và đếm xem có bao nhiêu trận thắng câu lạc bộ đã giành được. 1, 2, 3, 4, 5. Và câu hỏi của chúng ta ở đây là số trận thắng liên tiếp. Như vậy chúng ta nhìn thấy là thắng 5 trận nhưng số trận thắng liên tiếp thì thấy có từ vòng số 6, số 7, số 8, số 9 là thắng liên tiếp. Vậy thì chúng ta cùng đếm lại 1, 2, 3, 4. Câu 4, đáp án C, 4 trận. Câu 5. Thành tích thắng của câu lạc bộ chiếm số phần trong tổng số trận đấu đã được thống kê là. Chúng ta cùng nhìn lại vào bảng thống kê vòng đấu thành tích. Thành tích thắng, chúng ta cùng đếm xem có tổng tất cả là bao nhiêu trận thắng. 1, 2, 3, 4, 5 có 5 trận và tổng có 10 trận. Vậy thì thành tích thắng của câu lạc bộ chiếm số phần trong tổng số trận đấu đã được thống kê. Vậy thì chúng ta thấy là thắng 5 trận trên 10 trận đấu. Vậy thì ta có phân số 5 phần 10. Nhận thấy tử số và mẫu số cùng chia hết cho 5, vậy thì chúng ta sẽ rút gọn được ở đây bằng 1 phần 2. Vậy chúng ta thấy rằng thành tích thắng của câu lạc bộ chiếm số phần trong tổng số trận đấu đã được thống kê là 1 phần 2, đáp án A. Cô và các em cùng sang phần 2, phần tự luận. Bài 1. Trong hộp bút của An có 3 loại bút, bút mực đỏ, bút mực xanh và bút mực tím. An lấy ngẫu nhiên ra một chiếc bút rồi lại bỏ vào hộp. An thực hiện như vậy 8 lần liên tiếp và ghi lại kết quả như sau. Chúng ta quan sát bảng thống kê sau 8 lần lấy bút của An. A. Số lần An lấy được bút mực xanh là. Vậy thì ở đây chúng ta cùng đếm trong 8 lần lấy, bạn lấy bao nhiêu lần bút mực xanh? 1, 2, 3. Vậy thì ở đây số lần An lấy được bút mực xanh là 3 lần. B. Số lần An lấy được bút mực đỏ là. Chúng ta cùng đếm trong 8 lần An đã lấy được bao nhiêu lần bút mực đỏ? 1, 2, 3. Vậy thì số lần An lấy bút mực đỏ cũng là 3 lần. Tiếp theo là số lần An lấy được bút mực tím. Chúng ta cùng đếm. 1, 2. Vậy thì An đã lấy được 2 lần. Lấy được bút mực tím 2 lần. Tiếp theo chúng mình đến với bài số 2. Trong hộp bút của Mai có 4 thẻ màu xanh, vàng, cam, đỏ.
Mai lấy ngẫu nhiên một thẻ màu rồi trả lại thẻ vào hộp. Mai thực hiện như thế 10 lần liên tiếp và ghi lại kết quả như sau. Các bạn quan sát bảng. Kết quả sau 10 lần lấy thẻ của Mai. Ở hàng đầu tiên là số lần lấy, ta thấy có 10 lần lấy. Và ở hàng thứ hai là các thẻ màu tương ứng với những lần mà Mai lấy ra. Câu A, Mai lấy được thẻ màu cam mấy lần? Vậy thì chúng ta cùng đếm xem Mai lấy được thẻ màu cam bao nhiêu lần. 1, 2. Vậy thì Mai đã lấy được thẻ màu cam 2 lần. Lấy được thẻ màu đỏ mấy lần? Chúng ta cùng đếm số lần lấy được thẻ màu đỏ. 1, 2, 3. Mai lấy được thẻ màu đỏ 3 lần. Thẻ màu Mai lấy được nhiều nhất là thẻ màu nào? Vậy thì chúng ta cùng xem các thẻ. Chúng ta có 4 màu thẻ là màu xanh, màu vàng, màu cam và màu đỏ. Chúng ta cùng thống kê lại xem các lần lấy thẻ của Mai được bao nhiêu lần. Vừa rồi thì chúng ta có thẻ màu cam là 2 lần, thẻ màu đỏ là 3 lần. Vậy thì chúng ta cùng đếm xem thẻ màu vàng là mấy lần nhé. Chúng ta thấy có 1 lần. Ở lượt lấy số 9, Mai lấy được 1 lần thẻ màu vàng. Và thẻ màu xanh chúng ta cùng đếm 1, 2, 3, 4. Như vậy là có 4 lần lấy được thẻ màu xanh. Vậy thì thẻ mà Mai lấy được nhiều nhất chính là thẻ màu xanh. Tiếp tục chúng ta đến với bài số 3. Trong rổ có 2 quả táo, 3 quả lê và 4 quả ổi. Hà lấy ngẫu nhiên 1 quả để ăn. Hà lấy 6 lần như vậy. Kết quả của các lần lấy như sau. Chúng ta quan sát. Cột đầu tiên là số lần lấy của Hà có 6 lần lấy. Và cột thứ hai là các loại quả tương ứng với 6 lần Hà lấy ngẫu nhiên. Câu A, số lần Hà lấy được quả táo là, chúng ta cùng đếm xem Hà đã lấy quả táo được mấy lần. 1, 2. Như vậy là ở lần lấy thứ nhất và lần lấy thứ ba Hà đã lấy được quả táo. Số lần Hà lấy được quả táo là 2 lần. Câu B, số lần Hà lấy được quả ổi là, chúng ta cùng đếm xem. Có 1 lần lấy được quả ổi, vậy thì Hà lấy được quả ổi 1 lần. Câu C, số lần Hà lấy được quả lê là, chúng ta cùng đếm. 1, 2, 3. Vậy là có 3 lần. Câu D, nếu Hà lấy lần thứ 7 thì loại quả Hà chắc chắn lấy được là, chúng ta thấy ở đây có các loại quả táo và quả lê đều được lấy từ 2 đến 3 lần. Vậy thì nếu Hà lấy lần thứ 7 thì loại quả mà Hà chắc chắn lấy được chính là quả ổi. Vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập hàng ngày, bài 89, kiểm đếm số lần xuất hiện của một sự kiện.